ai vậy? Ui má, mày hay quá vậy, nó biết cái chiêu này luôn kìa. Má đỉnh nha mày, nó cắm mắt xuống dưới chân nó để tôi bắn lộn cho người nó. Xin nó bắn lộn rồi, mày đỉnh vậy. Má chị tưởng đâu có mình tôi biết chứ. Ồ này ghê nha, anh đấu đúng không? Cao thủ bình thường không phải nào làm được cái pha đó hết á. Nếu tiếc 10 điểm mà làm thì nó, nãy làm 10 điểm rồi nhưng mà tôi nhấp chuột hay. Cao nó phải đánh thế này nó mới kiểu phải đánh vậy ấy, kiểu đêm nó có hứng. Mình biết cái chết đó không là một chuyện, mà mình làm được trong trong khi BK hay không là một chuyện khác nữa. Cái gì mình cũng biết cả nhưng mình làm thì không được, đó là hai chuyện khác nhau. Cái này gan cao rồi, sự chiều thấy gan cao rồi, gan bình thường mà nó gan cao á, nó mà chẳng ghê con bò đâu, để chết rồi. Nào chưa biết tiếng ống quỳ tu lại coi tôi mới làm gì đó. Xong tự nhiên cái xa giam cái g vậy hả? Né đi bé, né đi bé ơi. Đơ này không được cái gì mà cái ngầu á. Đừng để đơ này thoải mái, nó thoải mái là mấy đứa này mệt. Mấy này tâm trạng hay ổn rồi đó. Cố xuống chạy. Ồ vậy cũng dính G nữa hả? Ây da. Vậy cũng dính G nữa hả? Pha đó đừng nghĩ cái G đơn né được rồi cho nên đơn không lắc. Pha đó né được cái G luôn bắn hàng này rồi. Có ai đâu Vinh dưới vậy, làm gì có ai, làm gì có ai, làm gì có ai. Ủa có hả? À, có giết ba đi thì ra có hả? À có được đúng chứ. Ui giời no g, no g giết ba tôi cái này rồi lạc đâu, lạc lối nè, hết máu chưa, mình g vô nó g chạy cũng vậy anh em ạ. Dạ, cố thoát rồi. Ây da, tham lam. Thiệt chứ, pha nó còn banh nó tuôn rồi mà mình gờ lên bắn không kịp kìa. Đúng 8 mấy bình luôn á. Lá, 8 bình rồi pha đã gờ lên bắn kịp rồi đó. Nè, 8 mấy bình thì lạy quá. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Tập lạ. Ủa, sao nghe để vào vậy? Bằng đồ mình luôn kìa mở ơi. Thôi mình có tí tiền vậy. Đánh xíu mọi người ơi. Follow me. Ồ tiếng Anh, tiếng Anh Tây Ninh đó mày. MG Yu. Follow me MG Yu G đồ. Chúng đánh máy nhãn cho anh em xem. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tính nhường mạng cho gần gần bị chói à. Bình thường thôi mấy chế ơi, gì đâu hay. Tưởng khen để tập trung coi, khen bị mất tập trung á. Quỳnh Nhâm đánh giải luôn nha. Pha lùi luôn, mấy bài đánh bình thường là tôi lao là tôi chơi nó đó. Nhưng hồi đánh Nhâm đánh giải tôi lùi luôn. À có gần nó sau lưng. Nhưng mà anh láo quá phải giết nó. Đừng nói trên mà nãy láo thì em thấy hay cho tôi xin một like một subscribe. Trời ơi đánh xanh mới xin mới dám xin like chứ đánh thọn á nghe chửi rồi dám xin đâu. Ôi đánh thọn tí cái kênh chat nó như bị khùng vậy, cái chửi điên chứ khùng. Còn đánh xanh đâu có khen đâu, đúng là chỉ có kênh chat xì leader như vậy thôi đó. Không sao tôi vẫn yêu quý anh em vẫn là nhất trong lòng tôi. Tại tôi chưa có yêu anh em là nhất thôi chứ tôi có yêu là mấy anh em là hai á, người yêu tôi mới là nhất. Lát làm bữa. Dễ thương gì đâu, dễ thương vô cùng. Cái là người ta gọi là dễ thương vô cùng luôn á. Thấy nồi. Ây da. Ghê tan mạng nãy sợ. Nghe ta ăn mạng, không sao không sao, giữ ổn mới chế ơi. Coi phim kinh dị không? Nên coi phim kinh dị không? Thôi, thằng này nó không có thể hiện, tưởng nó thể hiện tôi cho anh em xem phim kinh dị, này nó hiện quá. Thì mình vậy này chứ có anh tập à. Quý vị muốn nói xem thì quý vị phải đóng học phí nha. Hay vậy quá. Anh em nhấn like subscribe cho tôi nha, anh em nhiều.